Ok, hát xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Gà đây. Và hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn một cái data pack cực kỳ thú vị về vũ khí trong Minecraft nữa. Như các bạn đã đọc tiêu đề đúng không? Mình sẽ chế tạo những loại cung cực kỳ mạnh và xịn trong Minecraft. Thì cung ấy, mình có giới thiệu cho các bạn một cái data pack về cung rồi đúng không? Thì data pack đó là của một tác giả khác, còn data pack này là của một tác giả khác các bạn à. Thì tất nhiên cung nó cũng sẽ khác nhau luôn chứ không thể giống nhau được, tại vì mỗi tác giả có một ý tưởng khác nhau mà đúng không? Rồi, thì chắc là các bạn quen thuộc với tác giả này đúng không? Các bạn cần cho mình là cái máy thả cùng với là cái crafting table để chế tạo thành một cái custom raptor. Đấy, rất là quen thuộc đúng không? Lần trước chế tạo cung á là chúng ta đâu cần cái custom raptor đâu. Đấy, chúng ta chỉ cần bỏ vào cái bàn chế tạo rồi chúng ta chế tạo thành công cung thôi. Nhưng lần này thì chúng ta phải cần custom raptor cùng với lại một cái bàn chế tạo cung nha mọi người. Đây, các bạn cần cho mình 6 gỗ bạch dương để như vậy, một cái bàn làm cung để như vậy, cung tên cùng với lại mũi tên. Các bạn sẽ được một cái máy làm cung tên cực xịn trong Minecraft đó. Nó khá là giống với lại cái nỏ mọi người. Cái nỏ lần trước mình cũng chế tạo theo kiểu này á, y chang luôn. Này các bạn nhìn nè, cung, mũi tên rất là đẹp luôn, in ra 3D rất là đẹp mọi người ạ. Và ok, không dài dòng nữa thì mình sẽ gọi là chế tạo từng loại cung và test cho mọi người xem nha. Ok, cung đầu tiên mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là cung TNT. Một trong những cây cung mình rất thích và chắc chắn các bạn cũng rất thích đúng không? Các bạn cần cho mình 3 thuốc súng cùng với lại 3 TNT. Đây, các bạn crafting bằng cái bàn này nha. Đây, còn cái bàn này quăng đi, không crafting được đâu. Đấy, các bạn ăn vào. Ủa. Rồi, ok, bỏ như vậy, 3 TNT, 3 thuốc súng. Đấy, các bạn sẽ được cái TNT bow, có nghĩa là cung TNT đó. Và khi bắn cung này thì các bạn sẽ được cái gì? Nó sẽ tạo ra một vụ nổ. Đấy, mình sẽ test cho mọi người xem. Mình sẽ test với lại con quỷ hết này. Mình sẽ đi xa xa cái khu vực bên đây đi. Tôi đã nổ bánh đảo đấy. Spawn ra và mình sẽ đó. Trời ơi, nó nổ không to lắm mọi người ạ. Nó nổ được có vài lốc thôi các bạn nhìn này. Đó, đây là cái vụ nổ của cây cung chinchi gây ra. Và hình như là nó có thêm sát thương vào con vật. À, sát thương vào con mớp nè mọi người ạ. Đây, mình sẽ test lại cho mọi người xem nha. Đây, rồi qua đây. Đúng rồi, nó nổ được có nhiêu đây thôi. Đấy. Và khi bắn vào con mớp ấy, thì con mớp sẽ bị quăng lên trời mọi người ạ. Và rơi xuống nó sẽ mất thêm một tí máu nữa, rất là lợi luôn. Và hiệu ứng lửa rất là đẹp. Đấy, đây chính là cây cung TNT, một trong những cây cung mà các bạn cùng với lại mình rất là thích đúng không? Đấy, tiếp theo là cung Slam. Đây, cung Slam các bạn cũng chế tạo khá là giống cung TNT. Đây, 3 khối chất nhờn và 3 bóng nhờn, đặt như hồi nãy cây cung TNT luôn. Đó, rồi cung Slam thì nó có khả năng gì? Khi các bạn bắn vào con mớp thì con mớp nó sẽ bay lên trời và sát thương bay lên trời rơi xuống, các bạn hiểu đúng không? Đó, bật một cái nữa là chết chắc luôn. Wow, thấy chưa, từ cho nó rơi xuống là các bạn mất khoảng gần một cây máu rồi. Nếu mà mình bắn, không biết mình bắn vào cơ thể mình có bị, ôi ơi, các bạn nhìn này, như là mình đang đang kiểu giơ hai tay lên trời vậy. Mình test với bản thân mình cho mọi người xem nha. Hên quá, không chết mọi người ơi. Mình bắn vào chân của mình. Đấy, bình thường nó đã dính sát thương của cây cung là bao nhiêu sát thương ta? Mình cũng biết cây cung bắn ra bao nhiêu sát thương nên mình quên mất tiêu rồi. Nhưng mà cây cung này khi nó làm cho con mớp bay cao lên và rơi xuống đất thì sát thương rơi xuống nó sẽ rất là cao mọi người ạ, cực kinh khủng. Và các bạn thấy cây cung như thế nào? Khá là mạnh đúng không? Đấy. Ok, cung tiếp theo là cung mật ong. Cung này thì nó có khả năng gì? Khi các bạn bắn vào con mớp thì nó sẽ làm chậm con mớp nha mọi người. Đây, cung này chỉ có khả năng là tác dụng phụ của nó là làm chậm đối phương thôi. Đấy, các bạn sẽ thấy là mật ong nó sẽ làm chậm tốc độ di chuyển của con zombie này. Và nó sẽ làm cho con zombie không thể nào đi tới mình nổi. Cho mày chết nè con, cho mày chết nè con. Đấy, các bạn theo sát thương của cây cung này rất là yếu mọi người ạ. Nếu mà cung thường là mình bắn nãy giờ khoảng 3 cái là cái con zombie này nó chết mất tiêu rồi. Mà các bạn nhìn mình bắn nãy giờ này đó, không biết khi nào nó chết nữa. Rất là yếu nha mọi người. Nói chung là những cây cung này để dành làm mấy cái vũ khí phụ thôi. Kiểu như là các bạn bắn nó làm chậm đúng không? Xong các bạn dùng một loại cung khác để bắn vào cái con zombie này. Hoặc là các bạn có thể dùng vũ khí khác để tấn công con zombie này. Chứ không thể nào dùng cái cung này để giết chết một con mớp nha mọi người. Cực kỳ yếu luôn. Ok, cung tiếp theo là cung thạch anh. Cung thạch anh có khả năng gì? Thì các bạn nhìn trước mặt mình có cái cánh cổng địa ngục là các bạn hiểu đúng không? Thì cái cung này có khả năng sẽ giúp chúng ta bắn mạnh hơn trong địa ngục nha mọi người. Còn ở ngoài thế giới thường hoặc là trong The End thì
nó bắn rất là bình thường nha, và thậm chí còn yếu hơn cung thường á mọi người. Nói chung là cung này chỉ giúp ích khi các bạn bắn ở trong địa ngục thôi. Đây, mình sẽ vô địa ngục và test cho mọi người xem. Đó, sau lúc mà mình cũng spawn ngay cái ok, như các bạn thấy thì trên tay mình đang có một cây cung thường cùng với lại một cây cung thạch anh. Thì mình sẽ test cho mọi người xem cây cung thường trước nha. Đây, cây cung thường bắn một con trai cơ. Đó, một cái này, hai cái này, ba cái này, ba cái nha, ba cái là con Tracker nó lên đường nha. Và đây là cung thạch anh, một cái này, hai cái này, đấy các bạn thấy chưa, mạnh hơn cung thường rất là nhiều khi các bạn bắn ở trong địa ngục bằng cung thạch anh này. Và khi bắn các bạn còn nghe tiếng tiếng gì, gọi là tiếng gì mọi người, tiếng mà đánh tay không vô con slam á người, đấy cái tiếng đó nó rất là đã luôn. Đây mình bắn lại cho mọi người xem. Đó, đó nghe tiếng rất là đã mọi người ạ. Và nó còn có hiệu ứng là cái gì xanh xanh này, may mắn đúng không, hiệu ứng lucky á mọi người, rất là đẹp. Rồi đó chính là cung thạch anh nha mọi người. Ok, tiếp theo là cung sugar. Cung này cũng khá là giống cung slam các bạn à. Và cung sugar thì nó cảm giác yếu hơn cung slam mọi người, tại vì slam nó nhúng lên một cái rồi nó nhảy xuống liền đúng không. Còn cái cung này cung sugar này thì mình bắn cái là nó rơi từ từ, rất là khó chịu. Đây mình sẽ test cho mọi người xem. Đấy, đây cung ba hộp sugar đấy, và cùng với lại là ba mảnh vỏ sugar nha mọi người. Rồi các bạn sẽ được cây cung sugar và mình sẽ test cho mọi người xem. Đây, khi bắn vào con mớp thì nó sẽ làm con mớp đấy, bay lên từ từ và rơi xuống. Đấy, trời ơi, nó không khác gì cây cung slam luôn á. Đó, mình nghĩ là các bạn nên chế tạo cung slam thay vì chế tạo cung sugar này, tại vì cung slam khi mình bắn lên nó sẽ rơi xuống ngay, còn cái này nó kiểu rơi từ từ, đúng khó chịu luôn mọi người ạ. Nói chung là cung nào nó cũng có một cái khả năng riêng á, nên là đấy, bạn nào thích chế tạo cung nào thì chế tạo nha. Rồi ok, chúng ta đến với cái cung tiếp theo. Ok, cung tiếp theo là cung băng nha mọi người. Ok, cung băng thì các bạn cũng đoán được khả năng của nó đúng không. Các bạn cần cho mình ba băng xanh cùng với lại băng thường nha. Đây, kết hợp như vậy. Đó, các bạn sẽ được cung băng. Khi các bạn bắn vào con mớp là con mớp nó sẽ đóng băng 2,5 giây nha mọi người. Đây, bật, đó, đứng im nè, đó, xong thả ra lại. Đó. Và cái hiệu ứng âm thanh rất là đẹp luôn. Hiệu ứng này, hiệu ứng khói này, còn âm thanh lấp lánh của băng rất là đẹp mọi người ạ. Và cái cung này thì cũng cảm giác nó yếu yếu sao mọi người. Nói chung mấy cái cung này nó có khả năng đặc biệt thôi, còn về sức mạnh thì mình không biết, chắc là lát nữa sẽ có vài cái cung có sức mạnh rất là mạnh mọi người. Mấy cái cung mà làm bằng kiểu băng hay là slam hay là gì á, mình nghĩ nó chỉ có khả năng quăng lên trời rơi xuống mạnh thôi, chứ bắn là sẽ không có sát thương cao lắm. Tiếp theo là cung Emerald. Và cung này có khả năng gì? Khi các bạn bắn vào mấy tên cướp á, thì sát thương rất là cao mọi người. Còn về bắn mấy con quái vật thường thì sát thương rất là thấp. Đây, mình sẽ test với lại con zombie trước cho mọi người xem. Đó, hai này, ba này, rồi ba phát, trời ơi. Nó bằng cung thường đó mọi người ạ. Đó, ba phát là bằng cung thường đấy. Mình bắn lại một con zombie cho mọi người xem nha. Một này, hai này, ba này, đó, ba phát là chết một con zombie nha. Còn về kẻ cướp, khi bạn bắn bằng cung MR thì một cái này, hai cái này, đó, cung này rất là lợi cho mấy bạn hay chiến đấu với dân làng ác nha. Đấy, tiếp theo là cung anh da đen. Mình đùa thôi. Tiếp theo là cung skeleton đen nha mọi người. Rồi, cung này thì các bạn phải hy sinh cho mình ba cái đầu lâu khô héo để chế tạo cái cung này, cũng cực lắm ấy mọi người ạ. Và các bạn nhìn đây, cung đen thì lùi luôn. Rồi, khi các bạn bắn vào con mớp thì làm cho con mớp sẽ bị khô héo. Đó, các bạn nhìn này, đó, độc khô héo rất là mạnh nha. Độc này liên tục luôn á. Độc thường thì nó không bằng độc khô héo đâu. Độc khô héo là mạnh nhất rồi ấy. Đó, đó, chúng độc khô héo mà chết nha mọi người. Và cái cung này sức mạnh đặc biệt của nó là khô héo rồi đúng không? Và sát thương của nó là bằng cung thường nha mọi người. Đấy, có nghĩa là các bạn có thể bắn ba cái nó chết ấy. Nó không phải là cung mật ong luôn nha. Đó, các bạn thấy không? Nó vừa độc khô héo mà sát thương nó vừa bằng cung thường nữa. Rất là mạnh luôn. Ok, tiếp theo là cung phát sáng nha mọi người. Cung này cũng dễ chế tạo đúng không? Chỉ cần các bạn bỏ ba đá phát sáng vào cùng với lại ba bột phát sáng là các bạn có thể chế tạo được cung phát sáng này rồi. Thì cung phát sáng này khi các bạn bắn vào con mớp làm cho con mớp phát sáng 10 giây nha mọi người. Đó. Tại vì mình cài shader nên là các bạn sẽ không thấy nó phát sáng đâu. Thì chắc chắn nó sẽ phát sáng. Đây, mình sẽ tắt shader nha. Con mớp nó phát sáng rồi các bạn thấy không? Đấy, mình sẽ bắn vào người mình lại cho các bạn xem này. Đó, cơ thể mình phát sáng này. Wow. Và đây chính là cung phát sáng. Tiếp theo là cung lăn trụ biển. Cung này khi các bạn bắn những con mớp ở dưới nước thì sát thương sẽ cao hơn cung bình thường nha mọi người. Đây, mình sẽ chế tạo cho mọi người xem.
cung lăng trụ biển. Rồi đây mình sẽ bắn một con zombie dưới nước. Ui cầm lên ba luôn kìa. Ô mình spawn hơn vậy mày. Mày rồi các bạn thấy không, hai cái nha là chết veo. Còn khi mình bắn ở trên bờ này, một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, trời ơi nó yếu kinh khủng luôn. Bắn này giờ không chết nổi một con hết luôn mọi người à, trời ơi. Trời ơi, khi nào chết trời. Rồi chết rồi mọi người ạ. À. Thì cung này bắn trên bờ rất là yếu mọi người. Khi các bạn bắn dưới nước nó mới có hiệu ứng mạnh nha. Đây, mình sẽ bắn dưới nước này. Đó. Hai cái là chết cực kinh khủng. Đi phiêu lưu đại dương á thì các bạn nên chế tạo cái cung này nha để mà bắn mấy con quái vật dưới biển cho nó dễ dàng đó. Cái cung tiếp theo là cái cung Charlotte. Khi các bạn bắn cái cung này vào con mob thì nó sẽ có khả năng dịch chuyển ngẫu nhiên nha mọi người. Đây, mình sẽ chế tạo và bắn cho mọi người xem. Đây, bắn vào con zombie và ủa hụt rồi. Đó, các bạn cứ bắn đi thì lát nữa nó sẽ dịch chuyển ngẫu nhiên thôi. Mà sao hiệu ứng vậy trời? Đó, các bạn thấy không? Làm cho con mob đi vòng bằng dịch chuyển. Đó. Đấy, cái cung này nó chỉ có khả năng dịch chuyển thôi nha mọi người. Còn lại thì bắn cũng thua cung thường một tí, chắc là vậy. Ok, tiếp theo là cung pháo hoa nha mọi người. Đấy, các bạn cũng biết khả năng của nó rồi đúng không? Khi mình bắn vào con mớp thì sẽ có khả năng xuất hiện pháo hoa. Đây, mình sẽ bắn vào tiếp tục con hết. Trời ơi, con này nó bị mình hành hạ nhiều tử luôn quá. Trời ơi, hay quá Lucky ơi. Đấy, phải vậy chứ. Nè, thưởng cho miếng thịt nè. Rồi, mình bắn đằng sai mọi người, thôi là ảnh hưởng tới Lucky á. Đó, pháo hoa này đủ màu luôn nha, chứ không phải một màu đâu. Khi mà bắn vào mục tiêu thì nó sẽ gọi là nó có thêm sát thương của pháo hoa đó mọi người. Nên là cây cung này cũng là một trong những cây cung xịn. Ok, tiếp theo là cung tên nhẹ nhàng. Đấy, cung tên này các bạn phải chế tạo bằng ba màn da phantom cũng như là lông gà nha. Đấy, khi các bạn bắn bằng cái cung này thì cái mũi tên nó sẽ không bị cong, các bạn hiểu không? Thường mình bắn bằng cái cung á, mũi tên nó sẽ nặng xuống và nó sẽ cong xuống. Đấy, còn cái cung này nó sẽ bắn thẳng hàng. Đây các bạn nhìn nè. Đó các bạn thấy không? Nó sẽ bắn thẳng hàng luôn và nó sẽ không bao giờ cong tại vì nó rất là nhẹ. Đó, đây mình sẽ bắn cho mọi người xem. Đó là cái cung này rất là tiện lợi cho những bạn nào bắn sai. Đấy, cứ ngắm vào mục tiêu. Đấy, con zombie ngay đầu đúng không? Bắn vào ngay đầu luôn thì auto nó sẽ trúng ngay đầu chứ không có thể nào mà nó rơi xuống trúng ngay mình hay là ngay chân được. Nên là mình nghĩ đây là một trong những cái cung cực kỳ có lợi cho những bạn nào mà bắn cung rất là yếu ấy, bắn cung mà không có thể nào mà canh chuẩn ấy. Đấy, như là muốn bắn lên cái cây bạch dương phía xa kia là các bạn phải canh nó lên trời như vậy nè, rồi bắn xong nó cong xuống. Đó, nhưng mà có cây cung này rồi các bạn cứ ngắm vô cái cây bạch dương cho mình và bắn. Đó, trúng 100% luôn. Đấy, cung này xịn đúng mọi người, rất là xịn luôn. Tiếp theo là cung sấm sét. Muốn chế tạo cây cung này các bạn phải tiêu diệt Wither Boss nha để mà lấy sao Nether, tại vì cây cung này là một trong những cây cung mạnh. Đó, các bạn phải bỏ sao Nether vào 2 khối giấy stone, 3 bộ giấy stone cùng với lại cây cung, các bạn sẽ chế tạo được một cây cung sấm sét. Khi cây bắn cây cung này thì các bạn sẽ được sấm sét chắc chắn rồi. Đó, mình sẽ bắn vào con zombie và bùm đổ rất là mạnh luôn. Trời ơi, hy sinh cả một sao Nether, chẳng lẽ nó yếu không mọi người? Và sấm sét này không ảnh hưởng tới các bạn nha, nên các bạn yên tâm. Đây mình bắn gần luôn này. Đó, nó chỉ ảnh hưởng tới con vật bị bắn thôi. Đấy, đã bị nó còn bị cháy bởi sấm sét nữa, rất là mạnh. Và cho những bạn nào gọi là làm thành tích về sấm sét á, như là biến con nhân làng thành phù thủy này, hay là dùng sấm sét để biến con heo thành bích linh, cái kiểu này nữa, là cây cung này khá là lợi. Đó, không cần chúng ta phải dùng đến đinh ba sấm chớp đúng không? Tại vì đinh ba sấm chớp là các bạn phải đợi trời mưa, mà mưa sấm nó mới có thể sử dụng được. Thì đó là những cây cung mạnh nhất trong cái data pack cung này. Nếu các bạn thích cây cung nào thì nhớ comment phía dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye, chúc các bạn một ngày tốt lành. Còn không mau cài data pack này và test những cây cung nào. Anh hùng trong chúng ta.